trước mà quê chơi cái gì mà để mà nào dữ vậy kìa, sóc đĩa à? Nha, không, em không có cờ bạc. Chứ em chơi gì, chơi gì mà để vô nợ dữ vậy? Em chắc em bị À, nợ không tần có. người Thằng em thì em không gây nợ, á. em chỉ chơi nhiều quá sợ là hư người thôi. Vô đây làm thì dịch này mới nợ. Mấy tháng dịch em mới nợ. Dịch là sự cố không tính, hết dịch rồi lại làm lại cuộc đời.
2 phút nữa là xong, láng sạch hết luôn. Chịu khó xíu mà ăn Tết được cái mặt đẹp. Cái bụng của em nó xấu, nó không quá xấu nhưng mà nó xẹo lắm á Kiệt. Hôm trước thì chị em bị nặng, bị cả lưng rồi. Em á hả? Nó nổi và đỏ hết cái lưng. Vậy là em vậy thì sớm rồi.